Ôi trời ơi, các bác nhìn cái cóc trồng chậu nhà em này, nó cứ phải gọi là hết nước chấm luôn. Có bác nào chung nào chung mấy sai chịu cảnh, trái thì to căng tròn nhặn bóng, chỉ thiếu mỗi bậc canh hào hảo nữa thôi. Giống cóc thái luôn, nhà em là loại cây dễ trồng lại nhanh có trái, từ cây giống cho đến khi bói chỉ mất có 6 đến 8 tháng. Còn bác nào muốn nhanh chóng hơn thì có thể trồng cây đã có sẵn hoa, ăn quanh năm, cứ hết đợt hoa này lại đến đợt hoa khác, hết đợt của này lại đến đợt của khác. Ăn cóc cũng rất tốt, già trẻ gái trai đều có thể dùng. Khi trái còn xanh sẽ có vị chua, nhưng để càng già chín vàng thì lại chuyển sang vị ngọt thơm khó cưỡng. Cây cóc thái luôn phát triển tốt trên nhiều loại đất, không kén khí hậu, bắc đến trung đến nam đều có thể trồng bình thường. Nhà ai không có vườn thì hoàn toàn có thể trồng lên chậu hoặc thùng xốp như em, cây vẫn lên xanh tốt mà lại cho rất nhiều trái nữa. Bắt đầu trồng từ ngày hôm nay thì ra Tết năm 2025 là có cóc thái ăn cho đỡ ngán rồi nè. Cảm ơn bà con đã xem hết video của nhà vườn, chúc mọi người thành công. Vậy bác là muốn mua cây cóc thái luôn thì hãy nhanh chân đến ngay nhà vườn Đàn Nhung theo số hotline bên bài đăng, hoặc đến địa chỉ 31HA phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội để mua giống cây chuẩn nhất. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.